Mình đang tới nhà ông làng xóm chơi nè ha. Đó, ông có rất là nhiều cần câu này. Đó, xe rồi đấy. Nó có đứa bình kia. Hả là cà Ở đây thôi. tu. Cà tu á. Vô lò cái đứa hả đó. Cà tu. Này, mà tôi đi sao hả chị ấy. Lò Nei, cái pin tím. jeg tenkte jeg skulle bruke, når man serverer spekemat, Ah. så tenkte jeg la disse tørke nå, så tenkte jeg å slipe dem i Aha. rondellen på begge sider, i hvert fall på Okay. den ene siden, og Ja. så ha spekemat på det her. Veldig bra. Ja. Cái này ông làm dĩa này em. Ông sẽ làm cái dĩa ông để đồ ăn á. Det veldig sikkert flott til sjømat og sånn. Ja. Ja. Og så synes jeg det ser, jeg har lavt sånne. Oi, dette ekte? Ja, det god. Wow. Jeg får en bikkja med deg. Ja, cái này thật nè. Cái này sừng nè Alex, sừng nai đó. Du kan det? Det reinstyr. Này các bạn, hiện tại bây giờ ông làm củi nè. Ông có mấy luôn ha. Dette Det kløver. Kløver da. Ja. Som du setter sånn. I midten hai. Ông có đầy đủ mấy hết nha các bạn. Mấy để cắt ra cục 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 cục. Này này Alex. Pastelit. Để cà tu vịt xe ra. Bây giờ ông sẽ cho mình coi ông làm sao nha. Ông kêu mình vài bữa đi đi lên rừng để lấy củi á. Tại vì ông được phép của bên 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 commune á, cho phép ông lấy củi nè. Ông kêu mình đi với ông để làm củi. Så du jobber ute hele tiden, du altså? Jeg begynte kvart over ni i dag. Så du at det kom masse snø i stad? Ja. Jeg har filmet og alt. Jeg synes det var mye bedre at det kom snø enn at det kom regn, for jeg så ja. Det fløy hele dagen. Ok, så du har vært og jobbet hele dagen i dag? Ja, jeg har gjort. Ja. Og skulle ikke du skjært den i to? Nei, ikke det lille. Ok. Nei, men nå får du se hvor fort det her går. Ok. Og det her bøk. Ja. Altså kjenn på vekt. Ja, jeg kan se det. Den veldig tung, men den ikke tørt ennå. Den er nok så tørr. Ok. Den ikke helt tørr, men nok så tørr. Ja, nå er kuren den, den er tørre, den kan jeg kjenne hva de er veldig. Ok. Er nok, ja, Alex, kan du holde? Nei, nå. Hva er det? Så enkelt, ja. Oh, cái này là cái bể này các bạn ơi. Wow. Wow. Ok, så man kan bestemme hvor små den er? Ja, det bestemmer jo. Ok. Hva som er så tørr. Ja. Gat, du var flink du altså. Wow. Oh my. Jeg passer deg litt. Syv tusen kilo presser den her. Wow. Cái máy này nó ép được 7.000 ký các bạn. Og hvor mange sånne går i en sekk? Cirka? Sånne kubber som det her, fire. Ok. Mỗi một bọc củi như vậy thì bốn cục như vậy nha, bốn cục tròn như vậy nè. Ok, ok, nó lớn hơn chút xíu. Oh my god. Ok, så du stapler sånn, ja. Ja. Dette er første gang jeg har sett. Ja vel. Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta ở tiệm người ta làm như thế nào á. Ok. Det går ganske fort det her. Ja, det er det. Hvis man har alt utstyr. Hvis du har riktig utstyr, det er det der. Ja. Om det her er veldig lett for deg. Ông nói nếu mà làm củi thì phải có đầy đủ máy móc thì nó mới mới nhanh được. Wow.
Oi, er det gøy, Alex? Đó, đây là một sách nè. Ja, 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 ja. Okay. Nej, nu er det for fyldt. Okay. Okay. Wow. Så dette er bjørk? Nei, det er bøk. Det er mye bedre enn bjørk, dette her. Det, så det er beste til ved? Det er noe av det aller, aller beste du kan okay. få, er bjørk. Skal jeg lage den? Det er bjørk. Ja. Men den var så svær at jeg måtte dele den med motorsaga. Ja, nå har jeg tatt at grønne kan jo lage grønne. Cái củi đây là ngon nhất này, đốt cháy ngon nhất luôn. Còn mấy cái này là bjørk, cái này đây là bjørk cái son đó. Ok. Bjørk thì veldig stor bjørk. Ja. Loại này cũng củi nhưng mà nó củi này nó không có đốt bằng bằng loại kia. Hả? Tre. Ja. Det var 1750 liter på ettre. Oh. Den var svær altså. Og hvor langt er den da? Cirka 20 meter høy, lang. Nei, ikke sånn. Oi. Sånn i bånd. Oi, oi. Og så en 14 meter, tenker jeg var. Oh my god. Ông nói con lần ông đón một cái cây nó bự như nãy á, nãy ông giải thích á. Nên nó Đó får du masse ved da. Ja, I en sånn tre. Wow. Dette, har du gjort alt dette i år? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke gjort. Da, jeg har ikke lavt så mye i år. Nei. Oh. Nei, det ca. 100 sekker jeg lavt okay. nå. Her, men jeg det kong chăm bao. Kong chăm bao á. 150 sekker har jeg vel lavt. Chăm, kong chăm rưỡi, 200 bao gì đó. Đó, không có điếm. Ok, men dette er veldig bra. Dette er første gang jeg har sett. Ja. Nei, kong june. Den kyrne. Wow, det lukter. Nei, det lukter ikke. Det lukter helt fersk. Ja, den er veldig... Den er, den... Det er omtrykk kjekk mei, da, kjekk bæren. Oi. Jeg har skjørt meg inn der. Jeg har skjørt meg rumpa. Oi. Ja, vet du hva, jeg har ikke... Ông nói mình bữa nào đi chơi với ổng á, vô rừng để mà hái, cưa mấy cái củi này, nhưng mà ổng không có cho mình dùng máy. Ông nói mấy cái máy nó rất là nguy hiểm các bạn. Coi cái tay của ổng hồi trước giờ ổng bị nhiều lần lắm rồi. Với lại ổng bị ở dưới cái sau cái đít nữa ổng bị á, tự nhiên mấy cái máy nó mạnh á. Nên ổng không có, ổng kêu mình không có nên dùng máy. Ông dùng thì được chứ ông không cho mình dùng. Really bra Kato. I dag har jeg sett hvordan du jobber. Du jobber hardt. Jeg visste ikke at du jobber hardt altså. Nei, det er ikke. Mình nói ông sao ông xuyên ông làm hoài cả ngày với ông nói trời ơi cái này chuyện nhẹ mà. Mình nói cái này nặng lắm chứ đâu có nhẹ đâu. Ông nói nhẹ lắm. Chắc ông quen đó. Yeah. Bra. Hvor mye veier den nå? Jeg prøvde å veie den i sted. Ja. Vekta gikk til 30 kilo. Det var, han veier mer enn 30 kilo. Okay. Vekta gikk rett i bånd. Oi, sier du det? Så jeg tror han veier en 35-38 ja. Kilo. Men det er bøk, og det er veldig mye. Bøk? Bøk, ja. Ok, bøk er củi ngon nhất. Cái hiện tại giờ cái bọc này là khoảng 35-38 kg. Pass a little, Alex. Wow. Mann tek. Yes, Kato, vi snakkes. Vi tekster. Hei. Xin chào buổi tối cả nhà. À, bây giờ mình sẽ làm pizza cho anh Hùng với Alex ăn nha các bạn. Hai cha con thèm pizza mà làm biếng đi siêu thị cho nên là Huyền nói Huyền làm luôn. Ở nhà Huyền nói là có đủ đồ hết muốn ăn là răng vào bếp. Cái này là chi á các bạn. Với lại cái này gọi là gì quên mất tiêu rồi. À, cái này gọi là gì em quên hả? Không, cái này nè. Bơ. Cái này giống như tay cân mà nó tròn 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 vậy nè. Sao không
À, cái này là salami nha các bạn. Quên. À, Huyền có thịt gà nè, chút Huyền cắt thịt gà ra ha. Huyền làm với củ hành với lại bắp. À, sẽ rất là ngon đây. Không phải salami cái này. Cái đó salami á con, cái đó để làm pizza. Sẽ dặm chỗ này. Bây giờ Huyền sẽ kích men trước các bạn. Mình sẽ cho cỡ 5-6 gram men thôi. Chút xíu nước vô. Nước không được các bạn. Nước lại sao mà bỏ vô được. Mình sẽ cho một muỗng đường ha. Ông. Để coi men nó còn sống không. Rồi, tránh ra để mẹ chuẩn bị mấy cái kia. Men của Huyền nở rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho bột vô. Làm ở nhà mình cũng nhắm chừng cho các bạn. Mình muốn cho cái phần đế bánh nó hơi đậm đà chút xíu thì mình sẽ cho chút xíu muối vô nha cả nhà. Chút xíu muối vô. Huyền tập cho Alex làm pizza nghe cô chú. Nãy cuộn vô như mẹ dạy nãy sao? Cuộn vô. Ủa, mai mốt mình làm pizza trong đó hả? Ừ, làm đi. Cuộn vô như nãy mẹ dạy á. Ừ, đúng rồi. Thấy ra. Ủa, con gió dài lắm mà. Nãy cuộn vô và đẩy ra. Thích không? Ê, đừng có bước nó ra con, không có bước nó ra. Bước con. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho nó mịn cục bột lại rồi ủ nó. Sẽ cho chút xíu dầu ăn. Này mình sẽ ủ khoảng 30 phút đến 45 phút nha các bạn. Đó, mình lấy cục bột ủ ra cũng được 35 phút đó các bạn. Bây giờ mình nướng luôn chứ mình không có chờ nữa tại cũng tối rồi á. Đó, nó cũng nở lên gấp rưỡi rồi. Giờ Huyền sẽ bật lò trước nè. Huyền sẽ bật lò trước 200 độ đó nha. Sẽ chọn cái nướng pizza ha. Đây. Đó, Huyền nướng 200 độ trước nè. Huyền sẽ cho một tí bột lên đây để hồi nó không có dính. Huyền nướng trong cái mâm này luôn nè. Mình làm luôn cho nó khỏi cái dơ tùm lum đó các bạn. Mình sẽ xăm nó nha.
Mình không có cái khuôn này các bạn, mình nướng ở ngoài cũng được nha. Tại mình có cái khuôn này mình làm cho nó tròn luôn nè. Nó xong đều nó vậy. Các bạn thấy không? Mình sẽ cho nè. Đơn giản ha. Ở nhà Huyền có gì thì Huyền cho nó vô cái nấy thôi. Bây giờ nè, nó nóng rồi nè. Đúng 200 độ rồi. Bây giờ Huyền sẽ cho nó vô nha. Wow. Đó. Đây, nếu muốn giòn nữa thì để Huyền coi coi dưới phía dưới nó giòn không thì Huyền che trên mặt các bạn đi nè. Ngon không cả nhà? Mới cho ha. Thêm miếng ướt lên trên, Huyền bật cho nó nóng cho nó chảy ra nè các bạn. Tại thấy nó hơi khô quá cả nhà. Cái là nó nóng nóng nó tẩy ra, rồi xong nó kéo dài ra. Kéo dài dài. Cái này hôm bữa Huyền nướng la xăng nó văng mỡ quá, để nữa Huyền kêu anh Hùng vệ sinh cái lò ha. Có, ở đây nó có chế độ vệ sinh cái lò các bạn, nó tróc nó bay hết luôn, hay lắm. Giòn cái đế thằng khoái cái giòn này chết tôi. Rớt một cái bẹp xuống chắc nó cười dữ. Mình thích cái vỏ mà nó giòn cái đế vậy đó cả nhà nè. Giòn nha. Đó các bạn. Đó, ngon chưa? Mình thích cái đế nó giòn vậy đó cả nhà. Mình ghét ăn cái loại mình nó mềm mềm lắm, nó ngán dữ lắm luôn. Giờ mình sẽ cắt nó ra ha. Ăn thử. Giòn nha các bạn. Mời cả nhà nha. Ngon các bạn. Cái này mình có nấm mình bỏ vô nữa cũng ngon ha. Nấm champignon nữa. Mà Alex Huyền nó không thích cho nên là Huyền chỉ bỏ gì thôi. Chấm điểm đây. Chấm điểm nè. Ủa sao cái này. Cái này em mới thử. Tôi thử. Nè, cô Alex nè. Nè, ăn đi con. Cái này cô bơ thử nè. Bơ cũng ngon quá ha. Ngon không? Em có cảm giác nó hơi lạc chút xíu. Tại vì em không có nêm gì thêm á. Cái này ngon. Tuyệt vời chưa? Hello cơ. Này tự làm bún rồi luôn á hả? Dạ. Cái bún ngon không? Ngon. Ngon ha. Giòn các bạn. Thêm với Hùng cũng thích ăn cái giòn nha. Này có dầu của ấy trở lên nó rơm mê á. Cái này có ô liu á, mấy trái ô liu bỏ lên á. Ô liu gì á? Hồi bữa anh Hùng với Alex qua coi cái ông hàng xóm của Huyền làm củi á các bạn. Ở đây mà những cái người mà được mấy cái job đó cũng kiếm tiền nhiều lắm luôn á. Không có đủ mình đi vô đó, bữa nào đi đi làm củi nhưng mà mình không có rảnh. Nó làm cái đó cũng đặng lắm nhưng mà ông thích làm, ông vừa làm ông tập luôn, tập cho sức khỏe con người mình á. Thể dục quá. Với lại mình nói là mình cũng thích vô rừng rồi đi thể thao cũng thích lắm. Kêu vậy bữa nào mày rảnh thì mày lại mày đi với tao. Với lại hôm bữa anh kể là ông nói là mỗi năm là ông có một người đặt đó là 500 bao phải không? Đúng rồi, đó là riêng là một người đó không á. Một người á. Mấy người khác nữa. Năm nào cũng vậy á, đúng 500 bao các bạn. Còn ông bán lẻ lẻ là không có tính đó. Ông có đầy đủ đồ nghề hết á. Mà bỏ tỏi lấy cưa cốt rồi chở về rồi làm, nhưng mà bữa quay đó mà mình đó. Thấy cái nghề đó mình tự làm mình tự có tiền cũng ngon nha. Hả? Ngon chứ. Ồ thấy ngon cái gì mà anh bỏ mà bố anh theo ổng rồi. Xin kiếm cái job gì làm dọn rừng các bạn. Nè củi ở đây các bạn đâu có mua đâu, bỏ công ra làm hả. Củi đầy rừng vậy đó. Bác muốn nói gì con? Nó đã không thể có tỏi á. Trên rừng nó nhiều củi vậy nhưng mà anh lo nó cay. Anh tỏi vô cay lắm mà. Nướng rồi nó thơm.
Thì ví dụ như anh lấy nhiều thì anh phải có giấy phép chứ sao. Giống như các bạn dọn luôn cho nó gọn các bạn. Tại vì Huyền thấy nhiều khi tụi Huyền đi nè, nhiều cái gió rồi có nhiều cây nó ngẽ trắng ngang đường á, rồi những cái cây mà nó chết đó phải chặt để cho những cái cây khác nó lên á. Nhưng mà trong nó có ba loại lận. Loại tốt, loại dở, loại ăn không khói, nó không chụm, không biết là chụm nó khói nhiều lắm. Nó có nhiều loại cây các bạn. Cái cây mà cháy nó không có khói, cái cây thì nó nung lên khói, rồi có cây thì nó mau tàn vậy đó. Có mấy loại thì giá tiền nó khác nhau. Nhưng mà mình thấy cái người đó hay á, em thấy em cũng khói. Hình kể các bạn nghe, có lần đó Huyền với anh Hùng đi rừng, cái xong thấy cái cây trắng ngang đường á, cái Huyền với anh Hùng đem cái cưa tay á cả nhà. Trời, cưa đâu cũng được một cái vỏ bự mà tụi Huyền đi IKEA các bạn, cái vỏ bự á. Cưa xong về tối hai đứa ngủ nhức hai cái tay. Nó mỏi hai cái tay gì đâu á. Mà cái mình cũng đem về mình chụm ở ngoài này cũng được nhiều mấy lần luôn á. Tại thấy nó trắng ngang đường mà cũng cái rừng cũng gần chỗ Huyền đi á, cười lắm. Huyền với Hùng lấy cái cưa. Cũng nhỏ nó nhiều lắm. Rừng nhiều lắm. Mình thì mình tụi Huyền cưa thì những cái cây nó hơi nhỏ nhỏ vậy đúng thôi các bạn. Nhỏ thôi. Còn ổng làm củi là ổng nói cái cây nào cây nấy bự vậy nè. Về đó là ổng có cái máy để ổng chẻ ra. Em thấy anh quay đó, chẻ ra làm tư làm xấu gì đó các bạn. Hay chứ. Mà ở đây á mình thấy làm cái gì cũng có máy móc á. Nó không có phải nhọc thân giống như bên Việt Nam. Đầy đủ lắm đó. Hồi đó đó em thấy người ta cưa á. Cưa mọi người ở bên Việt Nam á, người ngồi bên kéo á các bạn. Trời ơi, cưa đó đời nào. Hồi đó Huyền cũng có cưa lúc Huyền còn nhỏ nha. Cái bà ở hàng xóm á, bà có mấy cái cây mà sabo rồi đốn xuống á. Cái bà mướn Huyền cưa một lóng là 200 đồng. Huyền nhớ vậy đó. Ngày cưa mấy lóng vậy đó. Ngày cưa với bà mấy khúc cây vậy đó các bạn. Rồi bà cho tiền á, ngày cũng được mấy ngàn á. Vậy đó. Qua đang kiếm tiền ăn bánh phải không? Là bà ngoại của Nguyên á. Bà Vũ kêu Huyền qua cưa, mà cưa trời. Huyền á, thì Huyền lựa mấy cái khúc nhỏ cưa trước. Xong rồi á, thì từ từ tới cũng tới khúc bự thôi. Một cái tay. Còn ở đây ta dùng cưa máy được không rồi đó. Máy. Cưa máy được không. Cho nên là ổng rủ anh Hùng, ổng hỏi gì chứ anh Hùng đi theo không. Hôm nào ổng cho anh Hùng đi coi cho biết. Chẳng muốn trình nghệ gì nha. Chắc gì. Mơ muốn không làm sushi nữa rồi tụi Huyền lên rừng đốn củi. Là đốn mấy cái này mẹ đó. Lên rừng đốn củi. Dạ. Nhiều củi lắm. Làm đó hai người cũng vui mà nhanh á. Làm một mình cũng hơi buồn ha. Lúc em với anh đi đốn củi. À lát nữa. Anh biết đốn. Mình coi tập tạ ha lấy. Tập tạ. Mình khoái đi rừng nữa anh. Nói chứ mình thấy công việc đó cũng nặng chứ. Nặng lắm chứ. Khi khúc cây, cái khúc nó cũng nặng lắm đó. Dạ. Nặng lắm. Thấy bên mình đồ bổ đồ bữa rồi nha. Còn ở đây tao có máy đưa vô mấy cái chị. Làm nhanh lắm. Mà nặng cái khuân vét là anh ha. Đúng rồi. Mình khiêng á. Ở Nubi xứ lạnh nên người ta đốt củi nhiều lắm các bạn. Với lại không khí trong nhà nó dễ chịu. Cái nấm của nó đó. Nó nấm nó dễ chịu hơn là cái lò sưởi đồ. Với lại nó nấm được lâu. Dạ. Ví dụ mình đốt vài khúc đó, nó có thể mình đóng cửa kính nha các bạn. Nó có thể ấm cho tới thì nhà sáng. Nhà Nubi hay là nhà nào cũng phải có cái lò củi đó các bạn. Với lại năm nay nè, củi nó đắt là do điện nó mắc á. Xăng với điện nó mắc rồi, quá. Cho nên người ta dùng củi nó đỡ hơn. Đốt hai ba cây rồi bắt đầu nó ấm nguyên cái nhà rồi. Dạ. Nhà ở đây nó chín dữ lắm. Khi mà cái nhà nó ấm rồi thì nó giữ cái nhiệt độ ấm ở trong nhà hoài à. Nó không có bị mất cái ấm đó. Cho nên mình có lập củi này, nó lạnh cái mình đốt con cái là nó ấm lên là mình đâu cần bỏ nữa đâu, rồi để nó hừng hừng với hoài thôi, nó ấm hoài vậy đó. Đốt chừng 2-3 khúc hoặc 2-3 miếng. 3-4 miếng là đủ. Là đủ một đêm nè. Alex ngon không? Alex nói coi. Quá trời ngon, đây được 100 điểm. Trời ơi, quá trời ngon luôn á. Mình là cũng muốn ăn, nhà tao lại ăn nữa đây. Không, ngon quá nè, tối rồi gì. Thôi vậy thôi, gia đình nhỏ tạm biệt cô chú luôn nha. Tạm biệt cô chú nha, hẹn cô chú clip tới. Dạ. Bye bye. Bye bye cô chú. Yeah. Yeah.